Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Riding On. Tất cả những phần còn lại của SA cũng là phần 3 và phần kết thúc của series về Color SA. Không dài dòng nữa, mình Riding On bắt đầu clip nào. Em xin. Để nâng cấp cho những chiếc Garchomp cũng như tạo ra được Coral Paradox, Game đã thực hiện chế tạo thành công một chiếc Garchomp đôi, nhưng nó chưa có bất kỳ tựa game nào đại diện cho nó. Hắn đã giao cho Paradox tìm ra một tên Burgester thử nghiệm Garchomp này. Thế nhưng trái lại với mệnh lệnh của Game, Paradox đã đưa nó cho SA. Mặc dù biết khi sử dụng một con người, nó sẽ phóng thích Burgester virus cực lớn, làm cho người sử dụng hoàn toàn tan biến. Chưa nói tới sức mạnh bất tử của Game level 10, chỉ đơn giản là sự ao cấp trầm trọng khi sức mạnh mạnh nhất của họ chỉ có Dragonite Hunter Z là thuộc level 5 mà thôi. Chênh lệch là quá lớn, bất chấp tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Nguồn sức mạnh từ thiên tài game thủ êm đánh thức một trò chơi hoàn toàn mới, đến cả Game cũng không thể nào lường trước được. Mighty Brother WX với hình dạng Double Action Gamer level X vẫn giống như level 1, với sức mạnh của nó là 10. Tất cả tạo hình đều tương tự với level 1, cục mịch hai màu đỏ. Phần tóc của nãy đã được chuyển hóa hai màu ngầu hơn. Màu tóc cũng được chia làm hai nửa, một nửa màu xanh và một nửa còn lại màu cam. Khả năng quanh cũng tương tự hình dạng trước. Tất cả đều là sự linh hoạt của level 1. Khả năng tấn công cực mạnh đến từ sức mạnh áp đảo từ level 10, làm cho Game cũng không nào kịp trở tay, cho dù cả hai ở ngang level với nhau. Nhưng tất cả gì chúng ta trông chờ không phải là hình dạng ục mịch, mà là hình dạng của Kamen Rider kích hoạt Garchomp cùng với Gamer Driver chuyển hóa thành level WX, không phải một mà là hai SA, với cả hai Rider đều có level 10. Vậy đây có thể coi chính là level 20 của Color SA. Thay vì gương mặt của level trước đó gắn phía sau lưng của SA, nó gắn vào hai bên vai, tạo ra hai Rider ráp lại thành level trước đó của họ. Mái tóc của hai Rider này cũng như toàn bộ cơ thể là hai màu sắc đối ngược lại với nhau, cam và xanh ở hai nửa. Và phần gương mặt, phần ngực của anh ấy cũng được thay đổi thành chính hình vuông, nhìn rất giống biểu tượng của chiếc Rubik, cũng như vòng tròn được biểu thị bằng những hình dạng giống như nút bấm khác. Cũng có khả năng là chiến đấu linh hoạt dựa trên action game, nhưng đây, điểm đặc sắc nhất của nó chính là action game đôi. Đây là trò chơi hai người chơi, và khi cả hai tâm đầu ý hợp, họ sẽ có những màn phối hợp combo với nhau cực kỳ đẹp mắt. Trong trận chiến với tên Burgester, khi cả hai sử dụng và đảo thanh gươm Gashacon Key Slasher, cũng là một dạng gươm chuyển hóa thành súng nhưng đơn giản hơn nhiều so với hình dạng Gashacon Breaker, giúp cho SA từ một Rider thuần về cận chiến chuyển thành một Rider có khả năng tấn công cả từ xa lẫn cận chiến cực kỳ linh hoạt. Cả hai người đã phối hợp với nhau luân chuyển thanh gươm Key Slasher tấn công bằng màn phối hợp cực kỳ độc nhất, tạo một thành một game chơi đôi áp đảo kẻ thù cả level lẫn sức mạnh. Đoạn tất sát Rider Kick của firm này mang tên Mighty Double Critical Strike. SA sẽ lao lên không trung, tạo ra nguồn năng lượng điện màu xanh cũng như cam bên phần chân của mình. Cả hai hình dạng của SA lao vào tấn công cái hồ với một cục đá gấp đôi năng lượng. Maximum Mighty X. Maximum Power giải được bài toán bằng sức mạnh của Double X trước tên Game, nhưng khả năng bất tử của zombie của hắn là một cái gì đó quá khó nuốt với tất cả. Chưa kể đến việc bản thân Game cũng là một kẻ vô cùng mưu mô, hắn đã nâng cấp bản thân từ level 10 để chuyển hóa chính thức thành level X, một level vô hình và hữu hạn. Thì Double X cũng dần dần không thể nào chống lại được hắn. Sử dụng tất cả dữ liệu đã có, họ quyết định sẽ dùng khả năng tái tạo dữ liệu từ một chiếc Garchomp được tất cả mọi người hợp tác để chế tạo lên. Lại một tựa game hoàn toàn mới sẽ được tạo ra. Người đầu tiên sử dụng nó là Knight. Anh ta đã không thể nào kích hoạt được khả năng của đó. Tất cả niềm hy vọng lại một lần nữa phải đặt lên thiên tài game thủ em, vì họ tin rằng cậu sẽ một lần nữa tạo ra một tựa game khác giống như Double Action Game. Cả những kỳ vọng ấy tưởng chừng sẽ sụp đổ, may mắn chỉ có thể đến một lần. Sự hả hê của Game đã lên tới tột độ. Thiên tài game thủ em lại một lần nữa kích hoạt được trò chơi mới Maximum Mighty Action X. Một chiếc Garchomp có hình đầu của SA cũng tượng trưng cho đặc trưng của hình dạng này. Level cao nhất lúc đó Maximum level 99. Kích hoạt SA vẫn giữ nguyên hình dạng cũ, những một chiếc đầu có hình tạo hình SA đột nhiên hiện ra nuốt trọn lấy anh, chuyển hóa trở thành một bộ giáp khổng lồ. Dạng này lại quay lại với thuần túy của tựa game Mega Man.
Ở hình dạng này, SA được nâng cao tất cả mọi thứ, từ sức mạnh cho tốc độ. Rất nhiều khả năng được bổ sung như những đôi bàn tay và chân của nấy tăng cường lực đấm và có hình dạng chiếc lò xo giúp duỗi dài cơ thể tấn công kẻ thù từ phạm vi cực kỳ xa. Và gương mặt của SA trên phần thân cũng không phải chỉ để tượng trưng cho đẹp, mà nó có khả năng bắn ra cặp tia laser hủy diệt tấn công kẻ thù. Và đã kể tới khả năng, ta cũng phải kể tới khả năng làm nên thương hiệu cũng như mục đích mà họ tạo ra Maximum Mighty X, tái tạo dữ liệu. Bất kỳ Burgaster cũng như là một Rider biến họ trở lại thành người và mất hoàn toàn đi tất cả khả năng liên quan. Loại bỏ hoàn toàn khả năng chuyển hóa thành Kamen Rider của game cũng như loại bỏ hẳn khả năng bất tử của hắn. Gần như tất cả mọi thứ Maximum Mighty X đều áp đảo tất cả những Rider còn lại. Giống như mình vừa nói, liên quan tới tựa game Mega Man X, SA cũng khả năng nhảy ra khỏi bộ giáp level 99. Anh vẫn mang trong mình level 99, có thêm khả năng nhanh nhẹn, nhưng có lẽ sức mạnh cũng như khả năng phòng thủ của anh sẽ giảm mạnh khi so sánh với việc ở trong bộ giáp. Đòn tất sát của phân mang tên Maximum Vertical Ray, SA sẽ đóng mạnh, hất tung cái hù lên không trung, lao theo chúng và rồng ra là cái cực mạnh đá chúng thẳng xuống mặt đất. Hải pha mưa thế kì Kagaya kê Yusei no kotoku Phơm mạnh nhất Hyper Muteki. Baradoc level 99 có thể mạnh áp đảo được Maximum Mighty X, nhưng hắn ta cũng chưa phải là kẻ thù cuối cùng. Trận chiến giữa hai phe đã nổ ra và tưởng chừng nó sẽ là kết thúc của Burgaster hoặc là phe của Rider. Dan Masamune, chủ tịch thực sự của tập đoàn Game Corporation, với chiếc Gashat Kamen Rider Chronicle, hắn ta đã chuyển hóa thành vị thần chiến binh huyền thoại Kamen Rider Chronos với khả năng đơn giản chỉ là Power ngưng động tất cả mọi thứ. Hắn đã gây sự khiếp đảm lên Paradox cũng như áp đảo hoàn toàn phe Rider vì không ai khả năng vượt qua được khả năng ngưng động thời gian của hắn. Đó chỉ là với người thường. Dan Kuroto đã chế tạo ra một vật phẩm Muteki Gashat, thứ giúp cho mọi người trở nên bất khả chiến bại và miễn khống với khả năng Power của Chronos. Những Rider khác chỉ đơn giản là sử dụng được 10 giây. Đó là với những Rider khác, còn với SA, nó sẽ giúp anh chuyển hóa hình dạng tối thượng Hyper Muteki, chuyển hóa bộ giáp level 99 vào trong cơ thể của mình và tạo thành thiên tài game thủ kỳ tài bất bại. Với tông màu vàng kim biểu tượng ánh sao, bộ tóc dài xuống mượt được tài trợ từ một hãng xà bông nào đó, anh thể hiện rõ khả năng bất bại của mình. Điều đáng tiếc nhất đến từ vũ khí của anh khi anh lại tái sử dụng từ Mighty Brother WX, vì đây dù sao cũng đặc trưng của series Counter ở nửa sao từ sau thời đại của Wizard trở đi rồi. Khả năng chính của anh là counter lại Power của Chronos, khả năng di chuyển giống như Chronos và áp đảo hắn về mặt sức mạnh, vì anh chính là game thủ bất bại. Ngoài khả năng chính này ra, anh còn khả năng biến đổi bản thân mình trở thành dữ liệu để tránh những tấn công từ Burgaster, cũng như mái tóc dài suôn mượt của anh dài ra và quấn chặt kẻ thù, khả năng ném chúng đi một khoảng cách cực xa. Và có lẽ tất cả những khả năng trên cũng không thể nào bằng được đòn tấn công tất sát của anh, Hyper Critical Sparking. SA sẽ lao vào tấn công kẻ thù bằng một cú Rider Kick cơ bản, nhưng với những kẻ thù cực mạnh như Chronos, hắn ta dễ dàng đỡ đòn này. Sau đó SA sẽ biến mất và ra hàng chục cú đá khác, tưởng chừng như hắn không hề bị tổn thương khi đây là hai Rider ngang tài ngang sức. Nhưng không, đó là một tấn công mà chỉ kích hoạt sau khi nó được hiện thành công. Hàng chục hit combo hiện lên, Chronos nhận tổng lượng sát thương mà SA đã gây ra trong toàn bộ quá trình thực hiện của Rider Kick, khiến cho đến cả Chronos cũng hoàn toàn thất bại trước sức mạnh kinh hoàng này từ SA. Mighty Creator VRX Mighty Creator. Trong movie Color SA True Ending, đối mặt với kẻ thù có công nghệ trò chơi tân tiến hơn VR game, họ sẽ không bị bệnh Burgaster mà sẽ bị đưa trực tiếp vào một không gian ảo. Để ngăn chặn hắn, game đã chế tạo một thiết bị VR cũng như chiếc Gashat giúp SA chiến thắng Mighty Creator VRX. Trận chiến của anh chỉ diễn ra duy nhất với Kurofuma, một kẻ sở hữu sức mạnh của Ninja Hurricane. Dồn ép được hình dạng level 2 của SA đã buộc anh phải sử dụng tới chiếc Gashat VRX chuyển hóa SA để đối phó với tên ninja lắm chiêu này. Tạo hình của VRX
được bao phủ bộ giáp trắng đen xen là màu đen cũng như những vệt xanh dương và cơ thể với đầy đủ những sắc thái, tạo nên hình hai mũi tên chập lại với nhau trên phần ngực. Đôi kính VR cũng như cặp mắt SA đặc trưng vẫn còn được giữ nguyên, và phần vạt áo kéo dài tới phần chân tạo hình của anh rất giống với Chronos, thể hiện sức mạnh thần thánh của form này mang lại. VRX là game tạo ra game, đó là câu mà game nói như thế. Nhưng thực chất thì VRX sẽ tận dụng chiếc GashaD như một chiếc Apple Pencil, vẽ ra những vật thể trong trí tưởng tượng của SA cũng như xóa bỏ chúng đi. Những vật thể mà SA đã từng vẽ ra trong trận chiến nổi bật nhất có thể kể tính một dàn tên lửa khi anh ấy thực hiện đòn final, cũng như là cặp cánh giúp anh ấy bay lượn, và hơn hết là xóa bỏ chiếc cầu khiến cho Kamen Rider Uma phải kẹt lại giữa không trung để ăn trọn đòn tất sát của SA, tạo ra cũng như xóa bỏ những gì mình có thể chế tạo. Đó là khả năng đặc biệt của chiếc GashaD cũng như hình dạng Creator VRX. Đòn tất sát của anh Mighty Ritual Strike, như mình đã nói, SA sẽ vẽ ra hàng loạt tên lửa để nhắm vào kẻ thù, sau đó ra lệnh phát động tấn công vào chúng để phá hủy toàn bộ những vật thể trước mặt. Nếu các bạn đã xem tới đây, hãy like, subscribe cho mình nha. Mình là Radicon. Mình còn thiếu form nào các bạn bổ sung cho mình nha. Thanks for watching. Bye.